Trước thềm Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 13 tháng 10, trên cầu Tứ Thông, quận Hải Điện ở Bắc Kinh, bất ngờ xuất hiện một số biểu ngữ phản đối công khai lên án nhà cầm quyền. Các hình ảnh và video được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội nhưng nhanh chóng bị kiểm duyệt tại Trung Quốc. Hai biểu ngữ trắng mang các khẩu hiệu, trong đó có lời kêu gọi lật đổ nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và chấm dứt chính sách hà khắc Zero Covid theo nhiều hình ảnh và video lan truyền trên Twitter nhưng đã bị chặn ở Trung Quốc. Tổng cộng có 4 biểu ngữ phản đối, trong đó có một biểu ngữ có nội dung Không cần xét nghiệm Covid, chúng tôi muốn lương thực. Không cần phong tỏa, chúng tôi muốn tự do. Không cần dồi trá, chúng tôi muốn phẩm giá. Không cần cách mạng văn hóa, chúng tôi muốn cải cách. Không cần lãnh đạo, chúng tôi muốn bầu cử. Không cần nô lệ, chúng tôi muốn trở thành công dân. Trước tất cả các camera giám sát ở Bắc Kinh, một người đàn ông ăn mặc như một công nhân xây dựng đã răng hai biểu ngữ trên cầu vượt Tứ Thông ngay tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày 13 tháng 10. Người hùng răng biểu ngữ trên cầu Tứ Thông được ví như người xe tăng được đại. China Change, một nền tảng thông tin về nhân quyền, pháp quyền và xã hội dân sự ở Trung Quốc, đã tìm hiểu danh tính người đàn ông này. Bà Tào Nhã Học, một người sáng lập China Change đã đăng trên Twitter vào ngày 14 tháng 10 rằng người đàn ông đó có tên Bành Tài Chu, tên khai sinh là Bành Lập Phát. Trước khi hành động này, ông Bành Tài Chu đã gửi đi thông điệp tới cộng đồng mạng: "Các bạn, chúng tôi sắp hành động. Tôi hy vọng các bạn có thể chuyển tiếp thông điệp này. Xin cảm ơn." Ông Bành cũng viết một kế hoạch hành động vào ngày 16 tháng 10 rằng: "Tổng động viên toàn quốc bãi công bãi khóa." tổng động viên quân đội cả nước nổi dậy, tổng động viên xe hơi toàn quốc mở còi phản đối, tổng động viên quân đội toàn quốc nổi dậy. Ông Bành Tài Chu cũng đính kèm một liên kết đến tài liệu Chiến lược ngăn chặn Tập Cập Bình với 21 chương bao gồm đấu tranh phế bỏ quốc tộc, bức thư gửi người dân Trung Quốc, bài hát là phiếu muôn năm, chúng ta là ai, cải cách hiến pháp, chống tham nhũng và giám sát chính phủ, chính sách tài khóa và thuế cải cách kinh tế. Nhiều cư dân mạng đã hưởng ứng theo rằng, vào ngày 16 tháng 10 diễn ra Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trên cả nước cần đình công, bấm còi xe, bày tỏ sự bất bình và phản đối nhà cầm quyền. Trên con đường theo đuổi tự do, nước Trung Quốc cần có trí nam nhi. Các video và hình ảnh của ông Bành treo các biểu ngữ và dùng loa phát đi những câu phản đối như ghi trong biểu ngữ đã nhanh chóng lan truyền ở trong và ngoài Trung Quốc. Có thể nhìn thấy khói đen bốc lên từ cầu vượt tứ thông khi ông Bành đốt thứ trông giống như lốp xe để tạo ra khói nhằm thú sự chú ý của người qua đường. Ông Vương Đan, một cựu lãnh đạo sinh viên của cuộc biểu tình ôn hòa của sinh viên ở quảng trường Thiên An Môn vào ngày 4 tháng 6 năm 1989, đã ca ngợi người biểu tình Bành lập pháp là người xe tăng mới hay dũng sĩ cầu vượt tứ thông của Trung Quốc vì lòng dũng cảm lên tiếng và hành trình tìm kiếm tự do dân chủ. Ông Vương Đan nhấn mạnh rằng, ai nói Trung Quốc không có chiến binh? Sự can đảm của người đàn ông Trung Quốc vô danh này có thể được mô tả là gây kinh động và ông chính là người xe tăng mới, đường đại. Tên tài khoản trực tuyến tái chu của ông Bành có nghĩa là giữ vững con thuyền trong tiếng Trung và nó bắt nguồn từ một câu nói cổ trong đạo trị quốc của vị hoàng đế Đường Thái Tông cách đây 1.000 năm thời Trung Quốc cổ đại. Được biết, Đường Thái Tông Lý Thế Dân là một trong những vị minh quân nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa. Ông công nhận rằng mối quan hệ giữa quân vương và dân chúng giống như mối quan hệ giữa thuyền và nước. Đường Thái Tông từng nói, quân chủ giống như thuyền, còn dân giống như nước. Nước có thể nâng thuyền lên, nhưng cũng có thể làm lật thuyền. Địa điểm vụ biểu tình chấn động Bắc Kinh, ý trời hay kế hoạch hoàn hảo? Hãy cùng tìm hiểu về cây cầu tứ thông. Vì thật trùng hợp, cây cầu này lại có một ý nghĩa vô cùng lớn khi nó được chọn để thực hiện cuộc biểu tình chấn động đối với chính quyền Bắc Kinh và người Hoa toàn thế giới. Cầu Tứ Thông là đoạn đường trên cao ở giao lộ của đường Trung Quan Thôn và đường Vành Đai Ba phía Bắc ở quận Hải Điến, Bắc Kinh, nơi tọa lạc của một số trường đại học danh tiếng của Trung Quốc, bao gồm Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa. Cây cầu và con đường này được công ty Tứ Thông Bắc Kinh tài trợ vào năm 1987. Năm 1987, công ty Tứ Thông Bắc Kinh đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ, đã thuê toàn bộ tầng 3 và một tầng khác của khách sạn Friendship ở quận Hải Điến làm trụ sở chính. Với sự hỗ trợ tài chính của công ty, chính quyền thành phố Bắc Kinh cũng đã đặt tên cho đoạn cầu đi qua ngã ba đường Trung Quan Thôn và phía tây đường Vành Đai Ba là cầu Tứ Thông như một phần thưởng cho sự tài trợ hào phóng. Hai năm sau, phong trào sinh viên đòi dân chủ ngày 6 tháng 9 năm 1989, nổi tiếng toàn thế giới, đã diễn ra. Nhiều người đã biết rằng công ty Tứ Thông Bắc Kinh đã công khai ủng hộ mạnh mẽ phong trào này. Vì lý do này, sau sự kiện lục tứ, hay còn gọi là vụ thảm sát Thiên An Môn, ông Vạn Nhuận Nam, cựu chủ tịch công ty tứ thông Bắc Kinh, đã phải sống lưu vong ở nước ngoài. Nhà cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cố tình đàn áp công ty tứ thông Bắc Kinh. Theo thời gian, công ty này vốn nổi tiếng khắp thế giới từ những năm 1980 đã dần bị lãng quên ở Trung Quốc đại lục. Đại đa số thế hệ người Trung Quốc được sinh ra sau thập niên 90 đều không biết đến công ty tứ thông Bắc Kinh. Các nhà độc tài thường mang tâm địa đa nghi, đề phòng họ sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để xóa bỏ mọi dấu vết của sự kiện lục tứ năm 1989 ở tất cả các nơi trên đại lục, và họ thậm chí không được phép lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên Internet. Nhưng, chế độ độc tài toàn trị thích bạo lực này đã quên mất cây cầu tứ thông được tài trợ bởi công ty tứ thông Bắc Kinh. Một thành viên hoạt động tích cực trong phong trào sinh viên ngày 4 tháng 6 năm 1989, Cây cầu này đã bị người dân Bắc Kinh lãng quên trong hơn 30 năm qua. Nhiều năm trước, một người cao tuổi biết đến cây cầu Tứ Thông đã nói rằng, trong tương lai, Tứ Thông sẽ không còn nữa, nhưng cây cầu sẽ còn ở đó mãi mãi. Có lẽ, dấu ấn địa lý nổi tiếng nhất của phong trào sinh viên ngày 4 tháng 6 năm 1989 là Quảng trường Thiên An Môn, nhưng nó từ lâu đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc canh gác nghiêm ngặt. Đồng thời, lắp đặt camera ở khắp mọi nơi, thật khó để nơi đây trở thành một địa điểm lý tưởng để phản đối chế độ chuyên chế. Ngay cả một nhà tưởng niệm ngày 4 tháng 6 năm 1989 nhỏ ở Hồng Kông cũng đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc xóa sổ hoàn toàn sau cuộc đàn áp ở Hồng Kông năm 2019. Vậy lý do mà Đảng Cộng sản Trung Quốc lo ngại và căm ghét việc mọi người thắp nến tưởng niệm các nạn nhân đã ngã xuống trong vụ thảm sát Thiên An Môn ở công viên Victoria ở Hồng Kông trong hơn 30 năm qua là gì? Đó là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ rằng mọi người sẽ nhớ lại nỗi đau đó và sẽ lại đứng lên đòi công lý. Đây chính là lý do tại sao mà một trong những người tham gia thúc đẩy phong trào dân chủ năm 1989 tại Thiên An Môn là ông Vương Đan và những người khác còn sống sót đã nhiều lần kêu gọi xây dựng lại nhà tưởng niệm này ngày 4 tháng 6 năm 1989 ở New York, Hoa Kỳ. Trở lại với cuộc biểu tình trên cầu Tứ Thông hôm 13 tháng 10 xảy ra trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, sao ập hốp cho rằng cuộc biểu tình trên cầu Tứ Thông có thể nói là một tuyệt tác biểu tình trong lịch sử nhân loại. Trước hết, Thời điểm răng biểu ngữ phản đối chính quyền mà Bành Tái Chu lựa chọn chỉ vài ngày trước khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 khai mạc. Lúc này là thời điểm vô cùng nhạy cảm đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ lo sợ các cuộc biểu tình và lo ngại nhất là sức mạnh của nền văn minh toàn cầu. Đây là thời điểm hoàn hảo. Thứ hai, địa điểm biểu tình rất quan trọng. Tuy nhiên, những địa điểm biểu tình mà công chúng chú ý đều đã trở thành pháo đài do Đảng Cộng sản Trung Quốc canh giữ chẳng hạn như Quảng trường Thiên An Môn, Tân Hoa Môn, Đại học Bắc Kinh, Đại sứ quán Hoa Kỳ, vân vân. Chỉ có cầu Tứ Thông là có mối liên kết với lịch sử tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình duy trì sự ổn định. Địa điểm này cũng là một địa điểm hoàn hảo. Tác giả Dương Chính cho rằng nếu ông Bành Lập Phát lựa chọn cẩn thận địa điểm này, ông ấy thực sự là một thiên tài chống lại bạo quyền. Còn nếu đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thì đây chính là ý trời những phân tích tiếp theo của tác giả dương chính cho thấy có khả năng ông bành đã lên kế hoạch cho cuộc biểu tình nhìn lại các biểu ngữ rất dài được viết bằng tay người phản đối dùng loa để hô hào và còn châm lửa tạo khói để thu hút sự chú ý của mọi người trong khi dễ dàng tránh được tất cả sự kiểm tra của lực lượng an ninh cho thấy một loạt các cú đấm tổng hợp hoàn hảo đã được tung ra trước hết ở đại lục đặc biệt là thủ đô bắc kinh nơi chính quyền trung quốc siết chặt giám sát ông Bành không thể in các biểu ngữ dài vô cùng nhạy cảm như vậy ở bất kỳ công ty in ấn nào. Bắc Kinh cũng kiểm soát việc mua dao bếp và xăng. Do đó, việc mua hàng chục mét vải trắng và việc mua một xô mực đỏ hoặc sơn cũng có thể chế tác nên một loại vũ khí tư tưởng vô cùng sáng tạo. Thứ hai, Bắc Kinh cũng kiểm soát chặt chẽ máy bay không người lái và bất kỳ loại vũ khí nào. Thế nhưng, loa di động chính là một điểm mù trong việc Đảng Cộng sản Trung Quốc duy trì sự ổn định chiếc loa đã tăng gấp đôi hiệu ứng của cuộc biểu tình. Ngoài ra, cho dù Đảng Cộng sản Trung Quốc nỗ lực duy trì sự ổn định bằng cách nào, thì cũng không thể ngăn chặn được tất cả các chất dễ cháy và dễ châm lửa. Có thể thấy từ video được lan truyền trên mạng trong cuộc biểu tình tại cầu Tứ Thông, ngoài các biểu ngữ dài phản đối rất nổi bật, còn có âm thanh lớn nhờ chiếc loa di động, cùng lan khói bốc cao gây chú ý. Vì vậy, sự việc ngay lập tức thu hút máy quay trên điện thoại di động của vô số công dân Bắc Kinh. Và sau đó, thông qua mạng Internet, hiệu ứng của cuộc biểu tình đã được tăng lên hàng nhiều lần. Trong video, người biểu tình rất thông minh khi đội mũ và mặc một bộ quần áo công nhân xây dựng màu cam. Trang phục đó càng gia tăng tín hiệu báo động tới thế giới. Theo sau of Hope, so với ông Vương Duy Lâm, người chặn xe tăng trong sự kiện ngày 4 tháng 9 năm 1989, Ông Bành Tái Chu không chỉ là một chiến binh chấp nhận hy sinh tính mạng, mà còn là một chiến lược gia tài giỏi trong việc lập kế hoạch. Nội dung phản đối của ông xoáy sâu vào tình hình hiện tại của Trung Quốc dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời phản ánh nỗi thống khổ của 1,4 tỷ người dân Trung Quốc. Đánh giá từ việc lập kế hoạch cẩn thận cho cuộc biểu tình, tác giả Dương Chính nói rằng cầu tứ thông không phải là một địa điểm ngẫu nhiên, mà đó là kết quả của sự suy tính cẩn thận. Tất cả những người được tự do nên hiểu được tâm lý của ông Bành. Hiệu ứng lan rộng, các biểu ngữ phản đối ông Tập xuất hiện khắp nơi. Trong vài ngày tới, khi bế mạc cái gọi là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, lịch sử nhân loại có lẽ sẽ chỉ nhớ đến cuộc biểu tình trên cầu Tứ Thông và chiến binh cầu Tứ Thông. Đảng Cộng sản Trung Quốc coi những người bất đồng chính kiến, các nhóm tôn giáo, các nhà hoạt động nhân quyền, cựu chiến binh là những phần tử gây bất ổn cho Trung Quốc. Trong khi các nhà phê bình chỉ ra rằng những nhóm này chỉ gây bất ổn cho sự cai trị chuyên chế của chế độ này, ông Bành ngay sau đó bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ. Kể từ đó, không có thông tin về nơi ở hoặc tình trạng sức khỏe của ông, gây ra mối lo ngại ở trong và ngoài Trung Quốc về sự an toàn của chiến binh cầu tử thông tác giả Dương Chính hy vọng rằng tất cả những người chính nghĩa trên toàn thế giới sẽ hành động ngay lập tức để đáp lại lời kêu gọi của chiến binh cầu tử thông Bành Tái Chu, để chống lại sự bạo ngược của Bắc Kinh và giúp người dân ở Trung Quốc vơi dần nỗi thống khổ. Tác giả cũng kêu gọi những người có lương tri hãy cùng hành động để bảo vệ sự an toàn của các chiến binh, lan tỏa hành động của các chiến binh trên toàn thế giới và cố gắng bảo vệ nền tự do và dân chủ. Cũng sau sự kiện gây chấn động của chiến binh cầu Tứ Thông, những biểu ngữ hoặc các từ được phun sơn đã xuất hiện ở những nơi công cộng, yêu cầu ông Tập Cận Bình từ chức. Vào đầu giờ sáng ngày 16 tháng 10, ở Tây An, các khu vực như trạm xe buýt đối diện cổng Bắc của Đại học Giao thông, khu vực sạc cho xe đạp công cộng trên đường Tây An quầy kiểm tra trên đường Hưng Khánh và khu vực đậu xe trên đường Bá Tiên xuất hiện nhiều khẩu hiệu viết tay có nội dung giống như khẩu hiệu được răng trên cầu Tứ Thông. Không cần axit nucleic mà cần lương thực, không cần phong tỏa mà cần tự do, không cần dối trá mà cần tôn nghiêm, không cần cách mạng văn hóa mà cần cải cách, không cần lãnh tụ mà cần bầu cử, không cần làm nô lệ mà làm công dân. Cũng có một dòng chữ viết, Tập Cận Bình, cha của ông muốn ông xuống xe rồi đó. Các hình ảnh như trên đã được thấy trong đoạn video do tài khoản AFA Tennis đăng tải hôm 17 tháng 10. Chính quyền Trung Quốc ngày xưa canh gác cột điện ở Trường Xuân, ngày nay canh gác cầu vượt ở Bắc Kinh. Chế độ Trung Quốc đã hành động nhanh chóng để chặn thông tin về cuộc biểu tình lan truyền trên mạng, diễn ra chỉ vài ngày trước thềm đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc một sự kiện diễn ra 5 năm một lần khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện cải tổ chính trị và quyết định các chính sách trong 5 năm tới. Các từ ngữ nhạy cảm đã được Đảng Cộng sản Trung Quốc bổ sung vào nỗ lực kiểm duyệt trực tuyến trên mạng xã hội nước này. Ngoài các từ và cụm từ trên các biểu ngữ, các cụm từ như cầu tứ thông, Bắc Kinh, Hải Định, biểu ngữ, ngay cả cụm từ chung chung như người đàn ông dũng cảm và lòng dũng cảm đều bị kiểm duyệt trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Những tài khoản của những người chia sẻ ảnh và video về cuộc biểu tình của ông Bành cũng đã bị đóng băng. Cụm từ, tôi đã nhìn thấy, cũng đã bị cấm trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi mọi người bắt đầu sử dụng nó để ám chỉ cuộc biểu tình. Theo China Change, một nhà báo cho biết tài khoản của ông đã bị đóng băng trong 60 ngày chỉ vì đăng nội dung Tôi đã nhìn thấy. Một bài hát với tựa đề Cầu từ Thông cũng đã bị xóa khỏi các nền tảng âm nhạc trực tuyến của Trung Quốc, theo tờ AP hôm 13 tháng 10. Bên cạnh việc cảnh sát tuần tra, kiểm tra người dân tại các khu vực gần cầu Từ Thông, chính quyền địa phương Bắc Kinh cũng khẩn trương dán quảng cáo tuyển dụng nhân viên an ninh tạm thời với mục đích duy nhất là trông chừng tất cả các cây cầu ở Bắc Kinh. Chức danh công việc của những nhân viên bảo vệ này là nhân viên gác cầu, được dịch trực tiếp từ cụm từ tiếng Trung. Theo các thông báo tuyển dụng, mức lương một ngày công của nhân viên bảo vệ cầu dao động từ 240 nhân dân tệ, 33 USD đến 360 nhân dân tệ. 50 USD. Họ được cung cấp lều ở trên hoặc dưới cây cầu nơi họ được chỉ định làm việc. Bình thường một ca có hai nhân viên bảo vệ và có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi. Một công ty tuyển dụng khác nói với The Epoch Times rằng họ muốn tuyển nhân viên bảo vệ trong trường cây cầu trong suốt tháng 10. Công ty này cho hay họ muốn tuyển dụng khoảng 20 bảo vệ, trong khi một số công ty khác muốn tuyển dụng ít nhất 100 người. Các bài đăng trực tuyến cho thấy, những nhân viên bảo vệ này mặc áo huỳnh quang có chữ "Dân quân Trung Quốc". Ngoại giới có thể đang cười nhạo việc canh gác cây cầu vượt 24 trên 24 giờ đột nhiên trở thành một nhiệm vụ quan trọng khác của chính quyền Trung Quốc để duy trì sự ổn định. Nhưng đây không phải lần đầu tiên Bắc Kinh làm như vậy. Vào 20 năm trước, chính quyền Trung Quốc đã ra lệnh canh gác tất cả cột điện ở Trường Xuân. So với số lượng cây cầu vượt ở Bắc Kinh thì con số cột điện khi đó lớn hơn rất nhiều. Tại sao chính quyền Trường Xuân lại canh gác cột điện? Theo sau ở ngày 5 tháng 3 năm 2002, một sự kiện lớn gây chấn động cả trong và ngoài nước Trung Quốc đã xảy ra tại Trường Xuân. Các học viên Pháp Luân Công tại Trường Xuân đã phát sóng thành công các bộ phim truyền hình nói lên sự thật, trái với tuyên truyền của Bắc Kinh, như Pháp Luân Đại Pháp truyền rộng khắp thế giới và tự thiêu hay là một trò lừa bịp. Trong khoảng thời gian 40 đến 50 phút, 100.000 khán giả truyền hình ở Trường Xuân đã được biết sự thật. Đêm hôm đó và ngày hôm sau, cư dân Trường Xuân thảo luận sôi nổi rằng Pháp Luân Công bình phản rồi. Vào thời điểm đó, chính quyền Trung Quốc do Giang Trạch Dân đứng đầu đã vô cùng hoảng loạn, cho nên họ đã ban hành lệnh cho tỉnh ủy Cát Lâm và tỉnh ủy Trường Xuân bắt cóc không cần giấy triệu tập hơn 5.000 học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân trong một thời gian rất ngắn. Ít nhất 7 học viên Pháp Luân Công đã bị đánh đến chết và 15 người khác đã bị kết án nặng một cách bất hợp pháp. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc vẫn không yên tâm, nên đã phái người canh gác tất cả các cột điện mà đường dây truyền hình đi qua để ngăn chặn triệt để sự cố truyền hình tái diễn. Khi đó, Trường Xuân đang trong thời tiết xe lạnh của mùa xuân, Ban đêm có thể nhìn thấy những người mặc áo khoác quân đội. Họ không chỉ canh gác rất nhiều cột điện 24 trên 24, mà còn tuần tra nhiều nơi công cộng và khu dân cư. Chỉ có khoảng hơn 10 học viên pháp luân công tham gia chèn sóng. Nhiều học viên pháp luân công khác đã gõ cửa từng nhà để phát tờ rơi, tặng đĩa CD, treo biểu ngữ và nói rõ sự thật rằng chân tướng trực diện. Liên tục vạch trần những lời nói dối vu khống pháp luân công của chính quyền Trung Quốc. Trước khi sự kiện này xảy ra, người dân ở Trường Xuân thường thấy rất nhiều học viên pháp luân công sống gần đó đang luyện công ở các công viên và các nơi công cộng rộng lớn. Hầu như tất cả người dân ở Trường Xuân đều biết về pháp luân công. Ngay cả khi không phải tất cả họ đều tập pháp luân công, thì mọi người đều biết tác dụng chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe thần kỳ của pháp luân công. Và họ cũng biết rằng pháp luân công dạy mọi người trở thành người tốt. Sức ảnh hưởng của sự cố chèn sóng truyền hình ở Trường Xuân là rất mạnh mẽ nhiều người kể lại câu chuyện cho nhau nghe và cảm thấy hãnh diện. Có thể nói, hệ thống tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc chưa bao giờ gặp thất bại như vậy. Cũng theo sao of Hope, chỉ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc tan rã, một xã hội chính thường của Trung Quốc được thiết lập có tự do ngôn luận, tự do cá nhân và tự do tín ngưỡng, thì khi đó, người dân Trung Quốc mới có thể bày tỏ nguyện vọng của mình một cách hợp pháp ở bất cứ nơi đâu. Kính thưa quý vị! Mục tin chuyên đề của chúng tôi xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Quý vị hãy thể hiện quan điểm của mình và đừng quên nhấn like và ấn chuông để nhận các thông báo mới nhất cho các bản tin tiếp theo của chúng tôi. Mày anh xin kính chào và hẹn gặp lại.